Tiếp nối sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị các bạn, tiếp tục thông tin về vụ nổ mỏ than ở tại Colombia. Tổng thống nước này cho biết số người thiệt mạng trong vụ việc xảy ra hôm 14 tháng 3 ở tỉnh Cundinamarca của nước này đã tăng lên 21 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy 10 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước đó vào ngày 15 tháng 3, giới chức Colombia cho biết một vụ nổ khí gas khác cũng đã sáu mỏ than liền kề ở miền trung nước này khiến nhất 11 công nhân thiệt mạng và 10 người khác bị mắc kẹt ở dưới lòng đất. Người đứng đầu của tỉnh Cundinamarca của Colombia, ông Nicolas Garcia cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa lên mặt đất 10 thi thể của những người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ nổ. Theo ông Nicolas Garcia, chính phủ sẽ hỗ trợ đầy đủ gia đình các nạn nhân, trong đó có các dịch vụ xã hội, tâm lý và hỗ trợ kinh tế. Lực lượng cứu hộ của tỉnh Cundinamarca cho biết có 9 thợ mỏ sống sót sau vụ nổ và đã được điều trị tại bệnh viện. Hiện 8 người đã được xuất viện, còn một người vẫn đang tiếp tục điều trị. Các nhóm cứu hộ đã phải di chuyển gần 3 km mới tới được nơi giải cứu thợ mỏ cuối cùng. Thi thể đã bị văng xa 1,5 km. Công tác cứu hộ thực sự là một sự nỗ lực rất lớn của tất cả lực lượng và đã rất vất vả. Cơ quan khai thác mỏ quốc gia thông báo sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ tại các mỏ than liền kề thuộc sở hữu của công ty Mine Miner, vốn đã hoạt động 30 năm. Hiện cơ quan này đã đình chỉ hoạt động công ty Mine Miner để phục vụ công tác điều tra.